Vâng, rất xứng đáng để ăn mừng. Họ đang kiểm soát bóng rất tốt, nhưng điều họ cần làm chính là những đường truyền sắc nét đến cầu thủ ghi bàn. Tỷ số hiện tại là 2-0. Vào lưới và bàn thắng được công nhận. Một tin vui cho các cổ động viên của Liverpool. Bàn thắng đẹp. Đó là bàn thắng thứ 3. Vâng, hat-trick rồi. Một ngày thi đấu tuyệt vời của anh ta. Họ hoàn toàn làm chủ trận đấu, điều khiển bóng tốt và hạ gục đối phương bằng bàn thắng đẹp mắt. Tỷ số là 3-1. Ngay vào lưới và bây giờ họ đã vượt lên dẫn trước. Anh ấy đã có bàn thắng thứ 2 trong trận đấu này. Đó là kiểu bóng đá mà mọi người yêu thích. Họ chơi hết mình và không nghi ngờ gì nữa. Xây dựng chiến thuật tốt và dứt điểm hoàn hảo. Tỷ số một bàn thắng tuyệt vời. Vào rồi, tuy cú sút là không mạnh thế nhưng vẫn có bàn thắng được ghi. Một trận bóng rất hay và anh ta đã có pha dứt điểm hoàn hảo. Nữa rồi, trận đấu đã kết thúc chưa nhỉ? Tôi nghĩ là trận đấu nên kết thúc ở đây thì hợp lý hơn. Vâng, không có gì hơn, đó chính là động lực đến từ bàn thắng trước đó. Đó là một tuyệt tác bóng đá chúng ta được xem trong trận đấu. Khi phải đối mặt 1-1, anh ấy đã kết thúc rất đẹp mắt. Anh biết đấy, anh cần nhiều kỹ năng để có thể đưa được bóng từ vị trí này tới khung thành. Trận đấu của Liverpool. Vâng, một pha làm bàn ngoạn mục vào vị trí cực khó và hiểm hóc của khung thành. Vâng, trông tôi có ngạc nhiên không? Màn thi đấu vừa rồi cực kỳ xuất sắc. Tôi mong chờ một đường căng ngang và chúng ta đã được gì? Không chỉ là một cú sút mà đó là một bàn thắng. Chúng ta đang đợi bàn thắng, nó đã đến vào giữa hiệp thi đấu thứ hai. Liverpool đã vượt lên dẫn trước. Một trận đấu hay có là bàn thắng giúp họ san bằng tỷ số trận đấu. Pha bóng vừa xong thật sự là thủ môn không thể làm gì được. Rõ ràng là rất thiếu kỷ luật. Họ bị bắt bài vì dâng quá cao và không về kịp. Một pha dứt điểm quá đẹp mắt. Chúng ta đã lấy lại được rất mong chờ vào cầu thủ này. Anh ấy có một lối chơi rất linh hoạt và khéo léo. Chúng ta đã trở về thế cân bằng 1-1. Tuyệt vời và đội khách đang dẫn trước. Họ ghi bàn vào một bàn thắng khá muộn. Chelsea đã có bàn thắng cân bằng tỷ số trong những khoảnh khắc quyết liệt như vậy. Vâng, đó là sự đền bù xứng đáng cho các cầu thủ Chelsea. Vâng, tỷ số đã được cân. Chelsea hiện đang bị dẫn trước.